Thưa quý vị và các bạn, nhà hát Câu Giăng Lầu hay còn được mọi người gọi là nhà hát Ba Nón Lá, tọa lạc tại phường 1, thành phố Bạc Liêu, là công trình kiến trúc ấn tượng với thiết kế ba chiếc nón lá độc đáo và đã trở thành điểm đến hấp dẫn tại xứ Bạc Liêu. Là công trình kiến trúc đã được xác lập kỷ lục, nhà hát Câu Giăng Lầu có hình dạng ba chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam. Một thông tin rất đáng tự hào là mới đây, nhà hát Câu Giăng Lầu còn được độc giả, ban tổ chức chương trình Top 7 ấn tượng Việt Nam 2022 đề cử bình chọn là một trong 35 điểm đến của Top 7 ấn tượng Việt Nam 2022 ở hạng mục Công trình kiến trúc độc đáo. Công trình nhà hát đã truyền tải được những giá trị văn hóa lịch sử với hình ảnh nón lá duyên dáng của người dân Nam Bộ. Ba chiếc nón chụm đầu vào nhau minh chứng cho tinh thần đoàn kết của ba dân tộc Kinh, Khmer và Qua ở Bạc Liêu. Hay đó còn là sự gắn bó của ba miền Bắc, Trung, Nam, hình ảnh biểu tượng mang ý nghĩa to lớn. Ba khối nhà hình nón lá được đặt bên cạnh hồ cảnh có diện tích 1.800 m², giữa hồ là lối đi cho khách tham quan uống cong suốt chiều dài hồ. Phần diện tích hồ phía ngoài lối đi dùng để trồng sen, súng. Phần hồ nước bên trong in hình ảnh của mái ba nón lá lung linh trên sóng nước. Nhà hát Câu Giăng Lầu hiện là điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách mỗi khi có dịp đến tham quan thành phố Bạc Liêu. Bởi vì bọn anh ở cái góc sạn bên kia là buổi sáng là ra là đều cứ ngắm cái nhà chúc nón của nhà hát Câu Giăng Lầu. Đấy là cái mà mình nhìn nhận là rất là cái nét kiến trúc rất là độc đáo. Nhà hát Câu Giăng Lầu hiện nay thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, cải lương, dù kê, ca múa nhạc tổng hợp truyền thống và đương đại, đào tạo, sưu tầm, bảo tồn, truyền nghề và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc thông qua các hình thức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Việc sở hữu những cảnh đẹp ấn tượng nhất Việt Nam là cơ hội tốt để quảng bá giới thiệu các điểm đến tại địa phương cho đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, 35 điểm đến vào top 7 ấn tượng Việt Nam 2022 cũng sẽ là gợi ý hấp dẫn dành cho du khách trong những chuyến đi trong năm mới 2023.